Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 447. Hoàng uy trên trời hạ xuống, cao thủ hoàng giai sao? Phương Mẫn hít sâu một hơi, nhìn thấy đánh già nua, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mồ hôi lạnh toát ra như mưa, trái tim khẩn cấp như sắp ngừng đập. Năm nữ tử còn lại càng run rẩy hơn, ngay cả thở cũng không dám vang tiếng động. Lạnh lùng nhìn các nàng lão giả kia cười xì một tiếng. Các vị là tiểu bối Đan Hà Tông, lão phu không muốn có liên hệ gì với lão bà kia. Chỉ cần các ngươi giao tử kim lưu ly trảm ra, lão phu sẽ thả các ngươi yên ổn rời đi, tuyệt nhiên không động đến các ngươi thấy như thế nào. Nếu tiền bối là cao thủ hoàng giai, như vậy là cao thủ lớn ở thánh vực, sao lại có hành động trộm đồ như thế, không sợ sẽ bị người khác chế nhạo sao? Trong lòng suy nghĩ một chút, dù lo sợ, Phương Mẫn vẫn sâu xa nói, muốn dùng ngôn ngữ đánh lui đối phương. Thế nhưng lời nàng còn chưa nói xong, một tiếng nổ vang lên, một đạo uy áp khủng bố đột ngột áp xuống người nàng, không chịu được kêu lên một tiếng, phun ra ngụm máu tươi đỏ thẫm. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, lão giả kia cười tà mị một tiếng, chúng ta đều là nhân vật hành tẩu trong hắc đạo, cần gì mặt mũi? Chẳng lẽ ngươi không thấy lão phu đã che mặt sao? Tiểu nha đầu, biết điều thì giao đồ vật ra, mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau, nếu không lão phu không ngại tìm kiếm trên mấy thi thể các người đâu. Nghe xong lời đó, lúc này trong lòng mọi người sợ hãi nhìn về phía Phương Mẫn, như đợi nàng đưa ra quyết định. Đại sư tỷ à, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Tiền bối trầm ngâm một chút, con người Phương Mẫn xoay tròn, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, xin lỗi, chỉ sợ ngươi tính toán sai rồi. Thế nào, các ngươi thực sự để lão phu động thủ sao? Làm thịt các ngươi trước lấy bảo vật sau sao? Giết chúng ta sao? Phương Mẫn khinh thường bĩu môi cười lớn, có vẻ tiền bối hiểu lầm ý của vạn bối rồi. Vạn bối không phải là người ngu dốt ngoan cố chống cự, thật sự bảo vật không ở trên người chúng ta, cho dù ngài có giết chúng ta cũng không làm được gì. Lão giả kia nhìn các nàng thật sâu, hồ nghi nói, không ở trên người các ngươi sao? Người nghĩ là phù sẽ tin sao? Không tin có thể tìm. Nói xong, khóe miệng Phương Mẫn nhếch lên nụ cười quỷ quyệt, cố gắng đứng lên. Lúc này đang giới trị chữ vật của nàng cởi xuống ném trên mặt đất, ta đầu tiên đem tất cả gia tài của ta, người có thể tùy tiện xem qua. Làm sao, còn chưa tin lời ta nói sao? Sát người cũng sao? Vừa mới nói xong, Phương Mẫn đã không thèm đếm xỉa, bắt đầu cởi từng kiện quần áo. Nãy cái kia nhìn thấy hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm nàng không buông. Quần áo càng lúc càng ít đi, hương thơm quyến rũ cùng thân thể mềm mại dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt những người áo đen sáng lên rực rỡ. Không ít người đã nhìn không được nuốt bước biến ở ngực, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc, dường như giờ khắc này bảo vật gì cũng còn quan trọng. Mọi người chú quan tâm lúc nào thì nàng ta cởi hết chướng ngại vật trên người. Sư tỷ, những nữ đệ tử kia nhìn thấy từng cảnh này trong lòng vô cùng khẩn trương, không phải sư tỷ cởi xong rồi đến các nàng đó chứ, mất bảo vật còn bồi thường thêm trinh tiết sao? Không biết sư tỷ đang nghĩ cái gì. Được rồi, thế mà trên người Phương Mẫn chỉ còn một cái yếm hồng, lão già kia đã vội vàng khoát tay bảo dừng lại. Mấy người áo đen nhìn thấy vậy trong lòng mất mát như bóng cao su xì hơi. Già chủ à, lời này của ngài thật không đúng lúc đó, còn có chút nữa thôi, dù ngài có gấp cũng phải để huynh đệ xem qua một chút chứ. Hay à, thế nhưng lão già kia đâu để ý nhiều như vậy, thấy con bé đã làm đến bước này, hắn tin nàng hơn phân nửa, cũng không kiểm tra giới chỉ, vứt trên mặt đất là nhục quát. Lão phu tạm thời tin tưởng ngươi, thế nhưng bảo vật không trên người các ngươi thì ở đâu? Chỗ sư muội của ta. Sư muội ngươi sao? Đúng vậy, thực lực sư muội ta cao cường, đương nhiên bảo vật do nàng bảo quản, chúng ta chỉ dụ địch mà thôi, cho dù ngươi có giết chúng ta cũng không chiếm được gì. Phương Mẫn cười khẽ nói ra, mi mắt hơi rũ xuống. Lẽ cái kia nhìn về phía sau một chút, tên đầu lĩnh áo đen trước đó ngay lập tức tiến lên, đại khái nhìn mọi người đứa này gật đầu khẳng định, gia chủ, tiểu nha đầu lợi hại kia xác thực không có ở đây, xem ra các nàng chia binh hai đường, nàng ta mang bảo vật đi rồi. Tiểu sư muội của các ngươi đâu? Khẽ gật đầu, lão giả kia lần nữa chăm chú nhìn khuôn mặt Phương Mẫn nghiêm túc nói, nếu người nói ra, lão phu sẽ cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì... Suy nghĩ một chút, Phương Mẫn sâu xa lên tiếng, 3 ngày trước sau khi chúng ta bị tập kích, vì lý do an toàn mới chia ra hai đường, hiện tại nàng ở nơi nào ta không biết, nếu các người dò xét dọc đường trở về có lẽ sẽ có manh mối. Tìm mấy người giỏi dò xét hành tung,
tìm dọc đường trở về cho lão phu. Quay đầu yên lặng phân phó một tiếng, lã giả hung ác trừng mắt nhìn Phương Mẫn, oán hận nói: nha đầu, nếu ngươi dám được gạch lão phu sẽ trở lại bất cứ lúc nào lấy mạng các ngươi. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, lã giả kia hung hăng đạp bước bay lên cửu thiên, không thấy tâm tích. Mấy người còn lại nuốt nước miếng, nhìn sáu nữ tử mềm mại vạn phần không muốn, cũng lập tức đi theo sau. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại sáu nữ tử sợ hãi ở nơi này, trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng chưa tiêu tán. Nhặt từng kiện quần áo lên mặc lại trên người, tay xoay xoay giới chỉ. Phương Mẫn nhìn những người biến mất nơi xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười xem thường. Lã gia hỏa, bảo vật trong tay bản cô nương cũng dám muốn sao? Sư tỷ, bỏ đi rồi sao, có thể trở lại hay không? Lúc này một âm thanh kinh hoàng vang vọng bên tai nàng. Nữ đệ tử đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi. Trầm ngâm một chút, sắc mặt Phương Mẫn cũng trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, nếu hắn đuổi kịp sư muội, không tìm được Tử Kim Lưu Ly Trảm, khẳng định sẽ quay trở về. Mấy tỷ muội chúng ta phải đi đường vòng đến Vân Lâm Thành. Mấy tỷ muội chúng ta thay đổi đi đường vòng đến Vân Lâm Thành, nhớ trên đường dùng linh áp xóa dấu vết để bà hắn không đuổi theo. Vâng, đại sư tỷ. Mọi người liền chắp tay hô lớn. Thế nhưng rất nhanh lại có nữ tử lo lắng. Thế nhưng tiểu sư muội phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự bị bọn họ tìm tới, người quan tâm nàng ta làm gì chứ? Vừa rồi nếu không dụ bọn người kia tới chỗ nàng ta, chúng ta phải chết. Người thấy nên để nàng ta chết hay là chúng ta chết đây? Lại lùng lấy nhìn nàng, Phương Mẫn hừ một tiếng. Người kia rụt đầu giữ im lặng. Phương Mẫn cười tà dị, quay người lại dẫn đầu bay đi trước, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu nha đầu à, vẫn biệt nha. Sau năm ngày, con đường khác hoàn toàn với mấy người Phương Mẫn. Một bóng người đáng yêu trên thân lưng cõng một nam tử gầy gò một đường phi hành, thỉnh thoảng còn lo lắng hỏi: Trác Phàm, Vân Lâm Thành đi hướng này sao? Sao ta không gặp các sư tỷ chứ? Yên tâm đi, ta không chỉ sai đường. Trác Phàm nhếch miệng cười quý dị, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nàng, trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào. Không chỉ sai sao? Đúng vậy, lã tử vào nam ra bắc ở thánh vực nhiều năm như vậy, làm sao thể chỉ sai đường chứ? Chỉ cố ý đi nhầm đường mà thôi. Đuổi kịp một đám số nha đầu kia làm gì chứ? Tự nhiên thêm một đống bóng đèn, thế giới hai người như bây giờ rất tốt đó. Ôi, đã theo 7-8 ngày nhưng vẫn không còn chút dấu vết. Sở Quân Thành cõng Trác Phàm một đường chạy như bay, thở hồng hộc, cũng bởi vì trong lòng lo lắng bồn ba mấy ngày vẫn không ngừng. Quân Thành là cao thủ quyên cảnh, trán chảy đầy mồ hôi. Trác Phàm nhìn thấy mà đau lòng, nâng tay áo lau mồ hôi cho nàng. Quân Thành, ta đi đứng đã tốt rồi, không bằng chúng ta xuống dưới nghỉ chân đi. Không được, ta còn phải đuổi theo các sư tỷ, sao thể dừng lại chứ? Như vậy không phải càng trễ hơn sao? Quân Thành bướng bỉnh hơi lắc đầu. Sai phương hướng, nàng có chủ đuổi hoài cũng không tới. Bất đắc dĩ biểu môi, Trác Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó lại nói: Quân Thành, theo không kịp thì theo không kịp, dù sao mấy người đó cũng đi nhanh hơn nàng, nàng làm sao đuổi kịp chứ? Không phải các nàng hẹn gặp ở Vân Lâm Thành sao? Chờ tới đó là có thể nhìn thấy bọn họ thôi, cần gì gấp gáp như vậy chứ? Nhưng đây là lần đầu tiên ta xa nhà, căn bản không biết Vân Lâm Thành ở nơi nào. Chuyện này thì có là gì chứ? Không phải có ta ở đây sao? Ta dẫn đường cho nàng không phải là được sao? Ngươi sao? Quân Thành ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Không phải ngươi phải lên núi hái thuốc sao? Để ngươi chỉ đường cho ta đi Vân Lâm Thành, lộ trình xa xôi sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ? Bật cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói: Ảnh hưởng gì chứ? Dù sao ta phiêu bạt khắp nơi, đi chỗ nào tính chỗ đó, ta cùng đi với nàng đến Vân Lâm Thành, khi nàng trở về lại cõng ta trở về là được rồi. Hả? À, vậy cảm ơn. Hai gò má hơi đỏ lên. Quân Thành nghe trở về còn phải cõng Trác Phàm, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng sâu trong nội tâm lại không cự tuyệt. Dường như nhìn thấu tâm tư nàng, Trác Phàm cười hắc hắc, nghiêng bên tai nàng cười nói nhỏ: Thế nào, nàng không muốn cõng ta sao? Tai có chút ngứa ngáy, cổ Quân Thành càng đỏ hơn, nhưng chậm rãi lắc đầu. Vậy nàng nguyện ý cõng ta sao? Không nói gì, tiểu cô nương bị đùa giỡn, không biết trả lời như thế nào. Vậy cõng ta cả một đời được không? Bỗng nhiên Trác Phàm nói, ánh mắt thâm tình, nóng trực. Quân Thành sững sờ, thân thể run rẩy, quay đầu nhìn qua. Đối diện ánh mắt thâm tình của anh, nàng thoáng chốc ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng. Nàng thật sự không thể tin được, sao đột nhiên Trác Phàm lại nói những lời này với nàng chứ? Nhìn nàng chằm chằm, Trác Phàm quả nhớ thương nàng, khó kiềm chế bản thân, chúi người về phía trước, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Con!
Trong khoảnh khắc hết thảy đều đứng im, Quân Thành hoàn toàn choáng váng, trong đầu như thì có tiếng chuông vang vọng. Nàng cảm nhận khí tức quen thuộc của nam tử xa lạ này, giật mình lo lắng cả nửa ngày mới phản ứng được. Lúc này thân thể run rẩy, hai người cùng nhau ngã xuống, hai tiếng ầm ầm vang lên, đập ra hai cái hố lớn. Ngay sau đó Quân Thành vội vã từ dưới hố bò lên, vẻ mặt đỏ ửng, quay đầu nhìn Trác Phàm cũng đang đeo theo, vừa tức vừa xấu hổ. Chị anh nói ra, ngươi là chiếm tiện nghi của ta, xin lỗi, ta kìm lắm không được. Nhất định cười một tiếng, Trác Phàm gãi đầu, vẻ mặt lại chẳng có chút hối hận nào, tiếp tục trêu đùa. Như vậy đi, vừa rồi ta chiếm tiện nghi của nàng, bây giờ nàng chiếm lại tiện nghi của ta, ta đến nàng chiếm tự nhiên, ta không ngại đâu đó. Ngươi vô sĩ. Hôm ăn Trần Anh, Quân Thành xoay người rời đi. Về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Quân Thành, đừng đi mà, nàng không biết đường, ta dẫn nàng đi. Không cần ngươi, tự ta đi tìm người hỏi. Trác Phàm cười nói với Quân Thành, nhưng nàng đã không bao giờ tin tưởng đồ vô sĩ này. Tức giận quát một tiếng, đạp bước rời đi. Bay lên không trung, nàng tức giận thật lâu, không thèm quay đầu nhìn anh. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, tự lẩm bẩm, hay da, có phải mình tấn công nhanh quá hay không? Xem ra theo đuổi con gái cũng phải là chuyện dễ dàng. Thật không biết năm đó Quân Thành kiên trì 10 năm không chịu rời bỏ ta, chịu được bao nhiêu chua xót, là để thấy tốt rồi đối lại đến ta theo đuổi, đúng là bảo ứng mà. Người ta đây Trác Phàm thở dài, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc. Đúng rồi, lần này ta nên dùng phương pháp gì để xuất hiện trước mặt nàng đây? Lần trước là dùng linh thú ngập bay một đống khúc cảnh, làm sao đuổi kịp nàng chứ? Thế mà ngay lúc này Trác Phàm đang suy nghĩ đại kế tán gái, thì từng đạo hắc ảnh trong nhắm mắt lướt qua đỉnh đầu anh, một mảnh đen kịt che đậy nửa bầu trời, khí thế cường đại mạnh mẽ áp xuống. Có lẽ bởi vì khí tức đoán cảnh của Trác Phàm quá yếu, những cường giả trên trời không chú ý đến anh liền lướt qua. Tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt Trác Phàm thoáng trở nên nghiêm túc, từ xa nhìn phương hướng bọn họ bay đi, nàng này nói, làm sao bọn họ đuổi theo nhanh như vậy chứ? Con đường này có mỗi mình Khuynh Thành đi, bò phải tìm được mấy mụ kia trước, lấy đồ vật xong thì rời đi chứ, sao lại đuổi theo chứ? Chẳng lẽ kẻ gây họa? Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, chân đạp bước bỗng dưng biến mất không còn tung tích. Đáng chết, bên trong còn có ca thủ Hoàng Giai, xem ra không thể ẩn giấu rồi. Ở một nơi khác, Quân Thành vừa phi hành vừa đối diện mắng lớn, Trác Phàm chết tiệt, Trác Phàm thối tha, lãng tử chết tiệt, ba lần bốn lượt chiếm tiện nghi của anh cô nương. Mấy sư tỷ nói đúng mà, lời của nam nhân thối không thể tin, hắn chính là tên vô lại. Thế mà ngay khi lời nàng còn chưa dứt, đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, uy áp cường hãn từ cửu thiên hạ xuống, giống như một chùy lớn hung hăng gõ xuống lưng nàng, nên nàng rơi xuống đất. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất chia năm xẻ bảy bỗng dưng hóa thành một hố to phạm vi một dặm, khói lửa mịt mù, bụi đất tung bay bốn phía. Bóng dáng mảnh mai của Khuynh Thành phập phồng, phun ra một bó tươi, sắc mặt tái nhợt. Những người áo đen chậm rãi hạ xuống trước mặt nàng. Người cầm đầu là lão giả cao tuổi, lạnh lùng nhìn xuống nàng khẽ lên tiếng, là con bé này sao? Không có gì ghê gớm mà có thể giết 20 ca thủ của các ngươi sao? Gia chủ, ngài chớ để ý tu vi bề ngoài của nàng mê hoặc, nha đầu này rất quỷ gì đó. Thống lĩnh áo đen bước lên phía trước, đứng kề bên lão giả vội vã lên tiếng. Quân Thành ngước khuôn mặt tái nhợt lên, lại phun ra miệng máu đỏ tươi, khiếp mắt nói, lại là các ngươi, nha đầu, giao Tử Kim Lưu Ly Trản ra, nếu không là phù khiến người chết chết khó coi. Tử Kim Lưu Ly Trản sao? Quân Thành có chút mê man, chậm rãi lắc đầu. Không ở trên người ta, nhưng cho dù có ở trong tay ta, bảo vật Đan Hà Tông cũng dễ dàng giao ra cho các ngươi. Cái gật đầu, lại cho kia cười lại một tiếng, rất tốt. Chân bước lên, đá Quân Thành bay ra ngoài. Quân Thành co rút người lại, là đỡ phun ra từng ngậm máu tươi, trong đó xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Yếu như vậy mà cũng là quyên cảnh sao? Thấy gần ảnh này, lại cho kia nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên đầu lĩnh, nghi ngờ nói, đây chính là cao thủ trong miệng các ngươi, đánh giết khiến các ngươi sợ chết sao? Thật sự ta nhìn không ra đó. Da mặt ngăn không được co rút lại, đầu lĩnh kia không hiểu, ủy khuất cúi thấp đầu run rẩy nói, gia chủ, có lẽ trạng thái hôm nay của nàng không tốt, chắc bà gì đến hạn bút. Lời còn chưa dứt, lẽ cho kia đã vung tay cho hắn một cái tát vang dội, nực cười lạnh lùng nhìn hắn. Lão giả hừ một tiếng, tay đầu lĩnh run rẩy cúi đầu không nói một câu nào, trong lòng một rủa chết sống thành. Nha đầu chết từ kia lúc đó biểu hiện dũng mãnh, hiện tại sao lại yếu xìu thế này? Dù ngươi xuất ra một phần uy thế lúc trước cũng được, để gia chủ chúng ta chứng kiến một phen, chúng mình chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ là có thể thông cảm được, nhưng bây giờ thì tốt rồi,
chẳng những không chứng minh được mà còn bị phản bác. Hiện tại cho dù hắn có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch, chỉ chứng minh bản thân mình vô năng mà thôi. Một hồi ta lại thu thập ngươi. Vâng. Trợn mắt nhìn hắn, để cho kia tức giận hơn một tiếng, đi về phía quân thành. Tới đầu đỉnh, mặt đầy ủy khuất, co rút đầu lại, sắp quà khóc tới nơi. Ngay sau đó, nhà gia kia đi tới trước mặt quân thành, chậm rãi nâng một chân, lạnh lùng nhìn nàng. Nha đầu, người khiến người của ta bị thương nhiều như vậy, lão phụ không thể xem người giống như mấy đứa trẻ khác. Nói tha điện tha, ngươi còn mạnh miệng như thế, vậy lão phụ đành phải đạp nát đầu ngươi, từ trên người ngươi tìm kiếm bảo vật cho ngươi chết không toàn thây. Nói xong, chân lão gia kia đã đạp xuống, uy áp cường hãn thổi vào má nàng, cường phòng mãnh liệt làm cho nàng không thể mở mắt nổi. Quân thành cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn, thân thể suy yếu khiến hai mắt nàng nặng nề chậm rãi nhắm lại. Xong rồi, ta phải chết sao? Thế nhưng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, thân thế ta còn chưa điều tra rõ ràng, làm sao thể Một tiếng hoan thật lớn ngăn cản dòng suy nghĩ của nàng, ánh mắt nàng triệt để nhắm lại. Một chân lão già kia cũng đạp xuống, lúc này dầm xuống một hố sâu bán kính hơn một dặm, sâu không thấy đáy. Thế nhưng ngay lúc cát bụi tán đi, hết thảy được kết thúc, thân thể lão già kia run rẩy quay đầu nhìn qua hướng khác, ánh mắt co rút lại, hét lớn một tiếng: thần đánh phương nào, xông tên ra! Chỉ những kẻ sắp chết mà thôi, biết tục danh ta làm gì? Cát bụi đầy trời tán loạn, bóng người đen nhánh theo cách vàng dần xuất hiện, giọng nói lãnh đạm. Cho dù những hung đồ đao kiếm đổ máu nghe âm thanh này, trong lòng cũng thắt lại như rơi vào cửu u. Tất cả mọi người nhìn chỗ bão cát quét tới, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Cho dù lão già kia cũng không còn nhàn nhã như trước, sắc mặt trở nên ngưng trọng, bàn chân run rẩy rút về. Khi bão cát tản đi, mọi người nhìn thấy người đến là nam tử có thân hình gầy gò, trong ngực ôm lấy Quân Thành, người bị lão già kia đạp xuống vẫn chưa chết. Trong mắt hung hăng có rút lại, sắc mặt những người áo đen đều kinh hãi không thể tin nổi. Thế mà có thể cứu được người từ tay gia chủ ra, ngươi thực sự là tuyệt đối cao thủ chân chính. Trong mắt tinh mang lóe lên, lão già kia nhìn chỗ đó không dám chậm trễ, thanh âm trầm thấp hơn rất nhiều: xem ra lần này lão phu đi một chuyện không công rồi, còn có kẻ khó chơi cần lão phu xử lý. Không để tới bọn họ, Trác Phàm chỉ nhẹ nhàng sờ khuôn mặt tái nhợt của Quân Thành, sắc mặt trở nên âm trầm, chậm rãi đến nàng chạy, trong mắt hiện lên ánh sáng tĩnh mịch. Lão gia hỏa, các ngươi có can đảm xuống tay với nàng, xem ra không muốn sống nữa. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có thể cướp người từ tay lão phu, xem ra ngươi cũng có năng lực. Tuy nhiên, ngươi bị tiểu nha đầu hôn mê làm vướng víu, khi đồng thủ chỉ sợ cản tay cản chân mà thôi, gây bất lợi cho ngươi. Lão gia mặt mũi cao ngạo cười khẽ một tiếng, thế nhưng hắn còn chưa nói xong, từng đạo kiếm mang bay lượn xẹt ngang, sương máu bay ra tung tóe, mười cao thủ đơn vương cảnh bị mất trong chớp mắt, hóa thành đống thịt nát, vĩnh viễn chôn thay nơi này. Thật nhanh, mọi người nhìn thấy mà sợ hãi. Cho dù là lão giả kia sắc mặt cũng cứng đờ, khó thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Vì sao Trác Thiên Hạ lại có kiếm khí nhanh như vậy? Ngay cả lão phu không thể phản ứng kịp chứ? Chỉ sợ kiếm nhanh như vậy đã vượt qua hoàng cực kiếm cương của kiếm hoàng Ngạo Trường Thiên. Người đến cùng là thần đánh phương nào? Lần này lão giả kia lại hỏi câu này, trong tiếng nói vừa nặng nề vừa kiên kỵ, xen lẫn sự sợ hãi. Không trả lời, Trác Phàm chỉ nhếch miệng cười quý dị. Thẩm lĩnh áo đen trầm ngâm một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, chỉ Trác Phàm hồi hộp nói: ta hiểu rồi, gia chủ, người lúc trước xuất thủ là hắn, không phải nha đầu kia, hắn mới là quái vật đáng sợ. Trong nhà mắt kiếm vung lên, tên đầu đỉnh áo đen hóa thành hai nửa, không có sinh cơ. Trác Phàm cười nhìn mọi người, nhìn nhận nói: các người là ai phái tới, đến tận cùng muốn như thế nào? Mọi người khó khăn nuốt nước bọt, chăm chú nhìn Trác Phàm, trong lòng sợ hãi thỉnh thoảng nhìn về phía gia chủ bên kia chờ đợi của hắn. Trả lão giả phát bổ rằng con ngươi loạn chuyển, cố nghĩ ra đối sách. Trác Phàm nhìn thấy bất đắc dĩ lắc đầu: hay à, ngay cả hỏi cũng không trả lời rõ ràng, các ngươi muốn làm gì? Phong Thiên kiếm đạo ngưng không. Trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo lãnh mang, Trác Phàm nhẹ nhàng vung tay, toàn bộ không gian nhất thời tản mắt ra một đạo hàn khí băng lãnh, thân thể mấy người kia ngừng lại đã không còn động đậy. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đây là linh vương cảnh sao? Nếu nhìn nhau, tất cả người run lên sợ hãi, vẻ mặt bất an tràn ngập. Cho dù là lão giả kia, sắc mặt cũng trở nên nặng nề, hơi nhích người. Dù sao cũng là cao thủ hoàng giai, mặc dù không hoàn toàn giam cầm người khác, nhưng thân thể cứng ngắc, giảm khả năng linh hoạt, sắc mặt trầm xuống, trong lòng nói thầm: không, người này tuyệt nhiên không phải là cao thủ linh vương cảnh bình thường. Nếu không, cũng không có khả năng dễ dàng chế trụ như linh vương ngàn cấp cùng hoàng giả cao hơn một cấp.
đến cuối cùng hắn là ai chứ? Làm sao lão phu hành tẩu trong thánh vực nhiều năm cũng chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy chứ? Nhìn bọn họ, Trác Phàm cười lớn, thế nào, không nói sao, không nói lời nào, ta cũng không khách khí. Bọn quân các người xem như bị diệt hết, mà vừa rồi ai nói ta mang theo nha đầu này sẽ cản tay. Đối phó các người, ta cần gì phải toàn lực ứng phó chứ? Nói xong, Trác Phàm đã là chậm rãi huy động ngón tay, dao động mạnh mẽ, nóng rực, cuồn cuộn không ngừng phát ra. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, đại gia kia lại hét ta một tiếng, vừa vào nói. Ta nói, có lẽ tiên sinh cũng không phải là người của Đan Hạ Tông, mặc kệ vì sao ngài cuốn vào lần phân tranh này. Cho dù ngài biết, có lẽ cũng không truyền ra ngoài. Dù sao, chuyện này cũng có quan hệ ân oán của Bát Hoàng. Không ai hy vọng cuốn vào trong vòng xoáy này. Khẽ gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhìn anh ra hiệu như thế, đại gia kia cũng yên tâm, lớn tiếng nói. Chúng ta thuộc sự quản hạt của Ma Hoàng Đại Nhân, lần này chặn giết đệ tử Đan Hạ Tông chính vì bảo vật trong tay các nàng. Tử Kim, Lưu Ly Trản, bởi vì lần này Vân Lam Thành đấu giá bảo vật, có một kiện địa đồ Minh Hải, người nào đoạt được nó thì có thể có cơ hội tìm được đạo tràng của Minh Đế, có khả năng xưng đế, kém nhất cũng thể lên hàng ngũ thánh giả. Cướp bảo vật của Đan Hạ Tông để bọn họ không có bảo vật đấu giá, chúng ta cũng giảm đi một đối thủ. Ồ, thì ra là thế, ta đoán cũng không sai. Khẽ gật đầu, vẻ mặt Trác Phàm không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay lên, khí lãng nóng rực mạnh mẽ tán đi. Những người vừa rồi còn cứng ngắc, trong phút chốc bốc hơi trong cổ sóng nhiệt này không còn sinh cơ. 50 cao thủ trong chớp mắt toàn quân bị diệt, một tên không còn. Ánh mắt ngưng lại, nghe cho kỳ kinh hãi, tức giận hét lớn: ngươi làm gì vậy? Ta đã nói cho ngươi mọi biết mọi chuyện, vì sao còn muốn? Đúng vậy, ngươi nói cho ta biết thì nói cho ta biết thôi, ta cũng có nói. Nếu ngươi nói cho ta biết ý đồ, ta định bỏ qua cho các ngươi sao? Khóe miệng sẽ có nụ cười như có như không, Trác Phàm là nhiều nói. Các ngươi dám thương tổn Khuynh Thành, còn muốn sống sao? Nằm mơ đi. Rắc. Hai tay siết chặt, lẽ cho kia tức giận đứng như đang nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. Thật sự buồn cười, lão phu không muốn giao phòng với ngươi là sợ tổn binh hao tướng, không đáng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng đường đường là cao thủ hoàng giai mà không có can đảm chiến với một linh vương cảnh sao? Với chất đời, thân thể lão giả chấn động mạnh, hàn khí đóng băng trong không gian của Trác Phàm vỡ tan mà ra. Nhất phi trùng thiên, ngay sau đó, trong tay kết động ấn quyết, kim quang không ngừng từ trong thân thể phát ra hét lớn. Hoàng cực, thiên ấn, quỷ khô lâu. Bình! Ánh vàng đại thịnh, con thân lão giả chợt hiện ra một hư ảnh khô lâu cao 10 trượng, đồng thời toàn bộ không gian bị nén lại. Kim quang cũng bị ép vào bên trong, chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện ấn đài phát ra ánh vàng. Lão giả cùng hư ảnh khô lâu đều sừng sững đứng trong đó không nhúc nhích. Trác Phàm bằng rảnh cười khẽ không nói gì. Trên mặt anh hiểu rõ đây là cao thủ hoàng giai, lấy thần hồn chính mình tăng lực nén không gian hình thành hoàng cực thiên ấn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không nhìn không gian pháp tắc, một chiêu nền xuống lâm trời lở đất, dù là cao thủ linh vương cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Mà thuộc tính thần hồn lại ở bên trong hoàng cực thiên ấn, có thể phát huy vô cùng tinh tế. Bên trong hoàng cực thiên ấn của lão giả là quỷ diện khô lâu thuần âm tính, chỉ sợ một ấn này sẽ hưởng tới thần hồn của đối thủ. Quả nhiên, ngay khi ấn đài vào ống xuất hiện, từng đạo ánh sáng màu vàng phủ toàn thân Trác Phàm. Mà cũng ngay một khắc này, từng đạo đại quỷ gào thét thâm nhập vào sâu trong óc anh, từng trận kêu khẽ khiến tinh thần anh trở nên hoảng hốt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Chỉ là linh năng cảnh mà thôi, cho dù có thể khống chế sức mạnh không trung, chẳng lẽ còn có thể khống chế luôn hoàng cực thiên quang của lão phu sao? Cười lạnh trong mắt lão giả tràn ngập sát ý, hét lớn một tiếng, ấn đài vàng óng hung hăng đập về phía Trác Phàm. Số tiểu tử, thừa dịp ngươi tâm thần bất định, lão phu phá đệ nhân ngươi thì nát xương tan, nhiệt thối lôi viêm đốt. Trong lòng thầm hừ một tiếng, trong mắt trái Trác Phàm lóe lên lôi viêm màu đen sâu trong óc anh, không gian linh hồn cũng phủ đầy lôi viêm thiêu đốt. Chỉ một thoáng, những ánh vàng vàng óng gặp phải một mảnh đen kịt kia, trần nhà bách cũng hóa thành hư vô. Ánh mắt Trác Phàm chợt sáng lên, lần nữa lộ ra từng đạo tinh mang. Ngẩng đầu nhìn ấn đài vàng óng, Trác Phàm nhếch miệng lên, đồng tử bên phải hai vòng sáng màu vàng lóe sáng lên. Hoàng cực thiên ấn không gì không phá, nhưng gặp phải lôi viêm của ta cũng phải muốn tránh đuôi ba phần. Không có thần động tầng thứ hai, lôi viêm phá không. Trong lòng quát nhẹ một tiếng, một đạo viêm trụ khủng bố màu đen trong nhắm mắt xẹt ngang thông đạo đen nhánh, thẳng tắp bay về phía kim ấn. Mi mắt run rẩy, lẽ ra kinh hãi kêu lên, đây là cái gì chứ? Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đồ quý gì này là cái gì, hỏa diễm tối đen như mực nền lên kim ấn của hắn, sau đó dựa lên sức mạnh phá không một đường đẩy mạnh
Trang nhắm mắt xuyên qua toàn bộ kim mẫn, ở bên trong mở ra lỗ tròn bán kính 1 mét dài chừng 10 trượng. Lão giả phun ra miệng máu đỏ thẫm, sắc mặt lão giả trắng bệch, hiển nhiên hoàng cực thiên ánh của hắn đã khiến hắn bị thương nặng. Nhưng đây không phải là điểm chết người, càng nguy hiểm hơn chính là lôi viêm màu đen này cũng phải đánh xuyên kim mẫn là xong chuyện. Nó bám vào trong kim mẫn không ngừng thiêu đốt, đó mới là việc đáng sợ nhất. À! Như có giòi lúc nhúc trong xương, hắc viêm trong kim mẫn thiêu đốt cũng thiêu đốt thần hồn của hắn, khiến hắn thống khổ không chịu nổi, liên tục hét thảm, lại đau đớn tận xương cốt này, thống khổ vì bị thiêu đốt linh hồn, để đẩy một lão nhân 70 tuổi đau đến điên mất. Tuy lão giả không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng các phàm vẫn lạnh lùng mà nhìn, không chút hoang mang, chờ hoàn toàn thiêu đốt thiên ấn thành cặn bã. Lão giả kia cũng bị mất sự sống trong nỗi thống khổ, sắc mặt vàng vẹo kia khiến người khác nhìn thấy trong lòng run lên không chịu nổi. Hắn phải chịu đau đớn thống khổ thế nào mới chết thê thảm như vậy? Lúc trước ta không dùng phần thiên kiếm đạo giải quyết ngươi, chỉ vì muốn mượn đồ vật này thôi, phải hoàn chỉnh. Sắc mặt rất phàm đi đến trước thi thể vàng vẹo của lão giả, mỉm cười, ngón tay cong lên, một cái đầu lâu rơi vào trong tay anh,